Hi, xin chào anh em. Thì hiện tại team Unitech đang có mặt tại một nhà xưởng. Hiện tại thì cái dự án này một cái quỹ họ muốn mua lại cái dự án này và họ thuê chúng tôi làm đơn vị gọi là thẩm định lại dự án, bao gồm nhiều cái hạng mục như là chụp ảnh nhiệt nè, như là đo IVQ nè, đo cách điện nè, đo trở đất nè. Đó. Và đánh giá những cái phần DJ mang cáp cho dự án. Đó. Thì sau khi mà đo thì chúng tôi sẽ gửi cái kết quả này cho bên phía bên mua, tức là bên quỹ đầu tư. Thì họ sẽ dựa vào kết quả đó để deal giá với bên sở hữu dự án để mua lại. Đó. Thì hiện tại là anh em đang rút những cái chuỗi pin để đo những cái khu vực bị vấn đề. Thì concept cái việc đo kiểm này là do khách hàng đang cần gấp, cho nên scope of work đó là chụp nhiệt những cái vị trí nào mà chủ pin nào bị hotspot hoặc là có vấn đề, sau đó chúng tôi sẽ khoanh vùng, chúng tôi đo chuyên sâu vào những cái chuỗi đó, chứ không như trước đây là đo toàn bộ cái string nữa, vì hiện tại thì cái thời gian của họ đang khá là gấp đó. Thì sơ bộ là như vậy. Thì trong quá trình đo thì nếu mà tôi có rảnh tay thì tôi sẽ quay tiếp cho anh em cùng tham khảo ha. Thì tôi muốn chia sẻ ra những cái vấn đề mà thường gặp á, các anh em vận hành sau 1-2 năm á, thì đa phần á là anh em sẽ tình trạng tấm pin nó bị nứt vỡ. Thì đa phần là do anh em làm cái gì, men nào vào bắn chim bắn vào một dán hư tầm một chục hoặc là hơn cái tấm pin như vậy á, thường gặp nhất. Thứ hai là bị hotspot thì chúng tôi cũng kiểm tra cái bằng lan tâm nhiệt, nhưng mà cái dữ liệu thì tôi chưa show lên đây được ha. Hiện tại tôi mới đang kiểm tra thôi, thì chưa có một cái báo cáo cuối cùng. Đó là hai cái vấn đề mà chúng tôi thường gặp nhất. Ngoài cái vấn đề mà bụi thì anh em cũng đã biết rồi, chắc chắn là phải thường gặp rồi, đúng không? Dễ nào mà chẳng có bụi, kích thước bụi nhiều thôi. Ok, đó tiếp ha. Về cái cách thức đo thì trong những video tôi cũng đã chia sẻ rồi anh em ha. Thì cái bếp đo này anh em muốn quan tâm là quan tâm cái tình trạng cũng như là công suất ngõ ra, đúng không? Mà cái công suất ngõ ra thì nó phụ thuộc bởi cái quang năng và cái nhiệt độ. Cho nên trong những phép đo của anh em là anh em phải thu thập hai cái thông số này. Để thứ nhất là anh em biết là cái ngõ ra của anh em nó bị ảnh hưởng nó như thế nào. Thứ hai là nếu mà anh em quy đổi về cái thực kiện DC thì chắc chắn anh em phải cần hai cái thông tin này, là cái quang năng và cái nhiệt độ ha. Thì cái máy khi mà cắm vào chuỗi thì nó sẽ giúp anh em thu thập được cái thông tin là công suất nhiệt, công suất điện áp, dòng điện, những thông số của chuỗi pin. Còn một cảm biến thì nó sẽ thu thập cái giá trị là quang năng và nhiệt độ. Và cái phép đo này cần combine cả hai cái thông tin đó để cho anh em kết quả cuối cùng. Đó, như anh em thấy trong cái phần table, đúng không ạ? Ngoài cái phần measurement là cục ở giữa, thì anh em có cái cục đầu tiên là cục predicted, là cục mong đợi. Cột thứ ba là cái cột là measurement translate to STC. Thì muốn translate to STC được thì anh em phải có thông số quang năng và nhiệt độ ha. Cái này cũng rất là quan trọng nè. Còn cái cột bây giờ là cột measurement, là thông số thật đo. Đây là thông số của một chủ pin ha. Còn nhiệt độ lúc này anh em đây đấy nè, quang năng lên gần ngàn ha. Đây là một cái khu vực ở Biên Hòa, Đồng Nai, nó cũng kinh lắm á. Nhiệt độ anh em nên thấy nè, 80 độ C. Và tôi nhiều khi không mang cao tay, muốn phỏng tay tới nơi luôn á. Nghe này cũng có mấy cái ấy thì nó cũng có vui. Dự án tôi kiểm tra ở đây. Hiện tại cái nhu cầu mà các quỹ đầu tư muốn mua lại dự án và thuê một cái đơn vị thứ ba để thẩm định, kiểm tra, tôi thấy khá là nhiều. Vì mỗi quỹ đều có những cái nhu cầu mua lại dự án riêng 10 mê, 20 mê, vân vân. Và trước khi mà mua lại thì họ muốn xác định coi là cái dự án nó có vấn đề gì không, để có một cái khoản deal với bên sở hữu, để họ giống như là giảm chi phí, mà giảm lại một phần chi phí để họ lấy chi phí đó họ đi sửa chữa, tu sửa lại đó, đi anh em hay gọi là làm đồng này đó ha. Thì cũng muốn chia sẻ cho anh em những cái nhu cầu của thị trường nó là như vậy. Thì anh em nào cần tư vấn thì có thể liên hệ với tôi tại Unitech, còn không thì anh em cứ liên hệ trong cái phần mà thông tin dưới mô tả đó, chúng tôi sẽ liên hệ đến anh em ha. Chào anh em.